Mai tôi lên thăm quan thượng, tiện thể xem quan điểm như thế nào. Nó đẹp nết, lại hay chữ. Mình còn lo cái gì nữa nào? Tôi chỉ mong nó yên bề gia thất. Chỉ tiếc nước Nam ta không cho nữ nhi thi tài. Văn hóa nước Nam ta, nó là quốc âm, phải gìn giữ. Thế mới là gái chứ. Nếu luật cho nữ nhi ứng thí, nữ sĩ cũng đã giành chiếm bảng vàng rồi. Điểm tôi không mong giành chiếm bảng, chỉ muốn đầu óc được mở mang. Nữ sĩ có biết ta cầu gì không? Chúa muốn cái điểm vào cung. Giờ ông tính sao? Chúa muốn khó tử. Một năm qua mau thôi. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Chúng tôi có một việc nhờ quan lớn xét giúp. Dạ. Không phải lúc nào các cung nữ cũng cần đến chữ đâu. Hồng Hà nữ sĩ à? Di sản của cha ông mà không giữ gì là có tội đến mai sau đấy con à. Nhiều quan cũng không cần chữ. Làm tôi trung thật khó, ê nước sẽ vong. Đắm dậy cả vua láo. Coi thưởng tôn ta quá. Chúa cử ta làm chánh sứ đi Bắc Quốc. Nó gửi cho ta là muốn chúa xem. Họ vu cho cha con. Dạ. Tội phò vua phản chúa. Mọi người về đi, tôi sẽ cố hết sức. Con tôi giờ thấy sống cũng thừa, không dám nghe tiếng dân than. Nhà đang làm tốt rồi, giờ là lúc cần cho xã tắc. Tôi phận nữ nhi, nhưng cũng muốn nước được trị, dân được yên. Ta cũng chỉ mong có vậy thôi. Ôi Chúa ơi! Kinh thành mà thiếu nữ sĩ sẽ trống vắng lắm. Tên cúng cơm là Đoàn Thị Điệp, hiệu là Hồng Hà nữ sĩ. Thế là ta đã thực hiện xong ước nguyện.